Sau phiên xét xử trở về nhà, Ngọc Trinh ôm chầm lấy cha. Khoảnh khắc nữ người mẫu đoàn tụ với gia đình khiến nhiều người xúc động. Ngày 2 tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi, ngụ quận 7, về tội gây rối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông, 36 tuổi, ngụ quận 4, về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Trần Xuân Đông bị tuyên phạt 1 năm tù tội gây rối trật tự công cộng và 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù. Tuy nhiên, Ngọc Trinh không được thả tự do ngay lập tức tại tòa mà phải về trại giam để làm một số thủ tục. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Ngọc Trinh được người thân đón về nhà bằng xe riêng. Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ người mẫu đoàn tụ với gia đình. Kèm theo bài viết, người này chia sẻ, Út Trinh của ba đã về. Tết này cả nhà được đoàn viên rồi ba ơi. Theo hình ảnh được chia sẻ, Ngọc Trinh và cha ôm chầm lấy nhau sau gần 4 tháng xa cách. Ôm con gái trong lòng, người cha như vỡ òa niềm xúc động. Ông vẫn mặc bộ trang phục lúc tham dự phiên tòa xét xử vào buổi sáng 2 tháng 2. Hình ảnh hai cha con Ngọc Trinh đoàn tụ sau gần 4 tháng xa cách cũng khiến nhiều người xúc động. Tại phiên tòa vào ngày 2 tháng 2, cha Ngọc Trinh và chị gái cũng có mặt tại tòa từ sớm. Mấy tháng qua tôi ở Sài Gòn trông nhà cho con. Từ khi Trinh bị bắt, tôi chưa được gặp con, người cha chia sẻ. Khi nghe hội đồng xét xử tuyên án phạt tù treo 1 năm, thả tự do cho Ngọc Trinh, ông không giấu được sự vui mừng. Xong rồi, án treo. Chút tuổi nhỏ ra rước về, chiều nay rước nó, Ngọc Trinh, phóng viên, về, bố Ngọc Trinh nói qua điện thoại với người nhà.